Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của mình ha. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách thắt dây thừng từ dây chuối, rất đơn giản. Về cái phần công cụ thì các bạn chuẩn bị cho mình chỉ đơn giản thôi, một cái kéo và một cái loại nguyên liệu không thể thiếu, đó là dây chuối. Bây giờ mình sẽ chọn lấy một cái tàu lá chuối nào mà dạng như là cái tàu lá chuối khô ha. Mình sẽ đem vào mình thắt cho các bạn xem. Đầu tiên thì mình sẽ tước bỏ cái phần lá chuối. Mình lấy cái phần lõi của cái cọng lá ở bên trong ra nha các bạn. Các bạn tước thật kỹ cho mình cái phần lá ra. Các bạn tước thật kỹ ra nha. Còn về cái phần cọng lá chuối như thế này thì các bạn sẽ tách làm đôi cho mình. Các bạn lưu ý thì các bạn tách ra thành hai phần bằng nhau và giống nhau. Hai cái thanh dây chuối này thì các bạn sẽ vò vò cho mình nha. Vò vò như thế này cho nó dẻo dẻo để mình dễ dàng mình thao tác. Các bạn vò bẻ qua bẻ lại như thế này cho nó dẻo dẻo. Càng dẻo thì mình làm dây của mình sẽ càng mịn và càng chắc. Nên các bạn bẻ sắn qua sắn lại hoặc là bẻ qua bẻ lại như thế này đều được. Các bạn chọn lấy một đầu, các bạn cột chụm lại. Các bạn cột chụm và chắc nha. Các bạn gịch thật là chắc. Các bạn xoắn chắc như thế này cho mình. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách xoay nha. Một tay thì các bạn cầm vào một bên, tay còn lại thì các bạn xoắn theo chiều kim đồng hồ như thế này. Các bạn xoắn và các bạn sẽ lận qua như thế này. Các bạn đẩy cái cọng còn lại qua, các bạn tiếp tục các bạn xoắn, các bạn lật qua. Các bạn thấy là đã được một cái đốt đầu tiên giống như thế này. Bây giờ mình sẽ bắt đầu mình xoắn cái cọng dây này cho đến hết cọng dây cho các bạn xem nha.
Như vậy thì mình đã thắt xong một cái sợi dây thừng từ dây chuối. Các bạn hãy bấm like, đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.